sao ế? Làm việc chung với nam nhiều. Em học điện, lớp toàn nam, em cũng đi chơi với nam. Mấy bạn đó coi em như chiến hữu vậy chị ơi. Mời bạn nam. Mời bạn gái. Bây giờ mình có thể giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia biết. Chào anh Quyền Linh, cũng chào chị Cát Tường. Chào toàn bộ khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hôm nay. Mình tên là Tiết Khánh Hưng, năm nay là 29 tuổi. Quê quán thì ở thành phố Hồ Chí Minh mình. Và hiện giờ là cán bộ công chức bên công tác Hội Chấp Đỏ Phường. Rồi, bạn gái. Chị, em hơi hồi hộp xíu. Bây giờ cho em có một chút tâm tư của em gửi đến mọi người nha. Nghe vẻ, nghe về tự sự. Một chút tư lự của chính em đây. Hay lắm bà, hơi rung. Bình tĩnh làm lại bà. Làm lại được. Hôm nay ghi hình gặp mọi người đây cùng ông Mai, Quyền Linh, Cát Tường, bà Mối và bạn cùng chơi. Xin chào tất cả khán giả ghi hình. Em tên Thùy Di. Năm nay bao tuổi? Chúc cho chương trình thêm nhiều cặp đôi. Vâng, em xin giới thiệu, em tên là Hà Lại Thùy Di. Hôm nay 29 tuổi. Làm gì cho nó gọn khỏe cho rồi. Trời, vì là vè chế nên thế chẳng dần. Nữa hả? Tâm muốn tặng ekip chương trình. Đến đây xin hết. Rồi. Xin hết. Trời ơi, nó khỏe, tụi nó khỏe re luôn vậy đó. Dạ. Di đang làm gì ở đâu? Em đang làm kỹ sư điện tại công ty tư vấn thiết kế điện. Lần gái mà làm kỹ sư điện hả? Hàng chi? Dạ. Quê đâu? Quê em ở Long An. Nhưng mà hiện thì đang công tác tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bạn trai giới thiệu cho bạn gái biết đi, có về không? Dạ chắc là không. Thì hiện giờ thì đang công tác ở phường. Nói chung là thu nhập thì là cán bộ công chức mà thì tương đối là ổn định, đủ sống. Nhưng mà có thể nuôi thêm một người thì vẫn ổn. Mình chắc là tại vì mối tình thì chỉ có duy nhất là một, còn mà làm quen thì cũng nhiều. Tại vì cái môi trường là mình công tác thì mình cũng hay đi cứu trợ này nọ thì cũng quen biết nhiều. Cứu trợ mà nó đi chơi ha. Nhưng cái mối tình đó dài không bạn? 3 năm. Lý do tại sao chia tay? Do cái độ tuổi tuổi tác hai người cũng không có hợp lắm, cho nên là thì cũng tương đối là nhiều. Tuổi sao mới hợp? Dạ nói chung là thấy mà hợp tính hợp tình thì cái chuyện tuổi tác thì cũng không có quan trọng. Cái vấn đề này là cũng cùng quan điểm với em. Cùng luôn đó hả? Dạ em chị thấy... nghe nãy giờ chị chịu không nổi mà em nghe em thấy cùng rồi đó hả? Ừ, lạ ta. Còn lý do em tại sao ế? Làm việc chung với nam nhiều. Em học điện, lớp toàn nam nhiều luôn. Em cũng đi chơi với nam. Mấy bạn đó coi em như chiến hữu vậy chị ơi. Cái gì cũng gọi em tâm sự, kể em như là bạn tâm giao rồi. Chứ không có tiến được tới cái mức nào. Coi như nào. mấy bạn dạ, trai với nhau dạ. Đó hả? Ưu điểm, khuyết điểm của mình? Em thì rất là coi trọng lời hứa. Mọi người mà trễ rồi á là coi như em giận. Khuyết điểm của em chắc là do em nhớ dai. Ai mà làm gì em lại nhớ hoài à chị? Thù dai lắm hả? Dạ không, em nhớ dai thôi. Bây giờ bạn gái muốn tìm một bạn trai như thế nào? Em thì em tìm một người có thể mà lắng nghe được em. Tại em á cũng hay nói lắm. Và nhiều lúc á em cũng nhoi lắm. Chịu được cái tính của nó của em. Và còn một điều nữa, em cũng rất thích đi du lịch. Em đi du lịch bụi thôi chị. Thích đi du lịch bụi không bạn? Bạn trai quá thích luôn. Chị Cát Tường ơi, nghe nãy giờ là bây giờ muốn kéo màn lên lẹ lẹ. Đâu lẹ vậy ông? Thích người con gái như thế nào? Thì dễ thương, vui vẻ. Thì cái chuyện mà hẹn hò thời gian thì bắt buộc là phải chính xác. Mình thì cũng hay trên lệnh chút, nhưng mà trên là thường là sớm hơn. Cũng không thích là chờ đợi quá lâu. Tại vì trong lúc chờ đợi thì nhiều cái chuyện xảy ra mà là bất ngờ. Dù là hẹn với cô này 7 giờ ngồi chờ, 7 giờ cô chưa tới, 7 rưỡi cô mới tới, là lúc đó có 7 giờ 15 có một cô khác đi ngang là đi luôn rồi đó phải không? Đâu có đâu chị Cát Tường. Đang đứng nửa chừng mà cơn mưa xuống là xong luôn. Xong sao? Dạ là ở nhà. Là anh đi về. Rồi bây giờ mình có thể nói. Cô này cô thích mình. Ưu điểm là thích nấu ăn. Thể mà ai chọc giận mình là mình nấu cho ăn, ăn cho mập. Mà không biết là bạn Di là có thích ăn không ta? Dạ em thích ăn lắm mà. Trời. Thích mẫu người con gái sao? Ngoại hình.
Ngoại hình thì cũng dễ nhìn, vui vẻ là được rồi. Môi thì đỏ, người thì đô, nhưng mà nói chuyện nó hơi... Hơi... Dạ sao chị? Hơi dịu dàng chút xíu đó, dịu dàng. Lạ xíu á. Xác định giới tính chưa? Dạ, rồi. Chắc không? Lên chắc. Ai chứng nhận? Đừng nói bạn gái cũ nha. Hít đất nổi không? Dạ chắc không. Có tính xấu gì không? Tật xấu gì không? Thù bạc, nhớ với ai? Chết rồi, hai bên là cũng thù như nhau mà nhớ với ai như nhau. Bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Hôm nay mà được hẹn hò thì có thể là năm sau hoặc năm tới. Còn nếu mà có tiếng sét ái tình mà đưa ngang qua khán đài hôm nay thì có thể là cuối năm nay. Làm gì chỗ đâu vô đài kêu khán đài. Chuẩn bị gì chưa mà đòi năm nay là đám cưới? Dạ chưa. Người ta nói là những cỏ trao nhau mà thuận lòng cũng chịu. Bậy bậy rồi. Một cúp có... liều tranh hay quả tim vàng hả? Đúng rồi. Túp liều lý tưởng mà chị. Tao hát bài túp liều lý tưởng cho chị nghe đi. Cứ hát đi. Từ ngày hai đứa yêu nhau mình ước. Gì? Gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Gì vậy? Ủa là sao? Gì vậy vậy? Hả? Hát cái gì vậy? Em không biết. Chị làm trời em trời. Bỏ rồi. Mà bỏ qua đi chị. Làm tôi đứng hình rồi đó. Sao chị? Sao? Nghe hát gì không? Này thợ điện gặp thợ điện quá. À. Dạ chào anh. Bên kia vui lắm, dễ thương lắm. Hợp đúng không ạ? Hợp lắm á. Dạ. Thích người mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Anh Quyền Linh có biết con bay mắt không? Biết. Bay mắt trên Big Hero. Biết. Dạ. Thích bay mắt ha. Dạ. Ôm xuống. Mình có đi với người thân không bạn? Dạ có, em đi với mẹ em. Chào Cát Tường, chào Quyền Linh. Lần đầu tiên gặp thì thấy chú cũng rất là vui vẻ. Tại mình là cán bộ nhà nước mà nói cũng hơi nhiều, cũng dạng dĩ. Cô muốn tìm một chàng rể như thế nào? Chàng rể thì muốn cho con mình hạnh phúc thì đương nhiên là phải hai đứa phải hiểu nhau rồi, phải lắng nghe với nhau mới được. Chứ còn người nói một đường, một người làm một nẻo thì cái này là không mang đến hạnh phúc cho nhau. Dạ. Nhưng mà với con người đang hiển hiện bên đó, cô dòm thấy cô chấm thang điểm 10, cô chấm được mấy điểm cô? Không, bây giờ cô chấm theo ý cô á. Làm sao chấm được? Đúng rồi, cô nói đúng, không chấm được đâu, tùy theo người đối diện chấm thôi. Với tôi có thể là chấm 7-8, nhưng người khác chấm 10. Nhưng mà nếu tôi với bạn đứng kế bên cũng 10 được á. Bạn trai mình có đi với người thân không bạn? Dạ, hôm nay đi với chị. Em chào chị Cát Tường, chào anh Linh ạ. Dạ, chị thấy em chị là người như thế nào? Dạ, em nói chị rất là giỏi, biết nấu nướng, người làm việc nhà, giúp đỡ người nghèo này nọ, mấy người già đó. Bạn nữ bên đây xem nào. Cũng dễ thương nè, nói chuyện cũng vui tánh này nọ. Chị cực xứng với em Hưng. Rồi, cảm ơn gia đình. Bây giờ mình nói vui cho hiểu về nhau thôi. Bây giờ ta đến với những cái giây phút hết sức là thiêng liêng ha. Chưa, từ từ. Nôn dữ vậy. Nôn quá. Bắt đầu. Chào bạn Duyên. Cơn bão tràn về liền. Cảm ơn. Từ ngày hai đứa yêu nhau mình ước. Hồi nãy, khi nãy thì chị có nghe là Hưng có thể nấu nướng, nấu ăn tốt. Thường là Hưng có hay ăn cơm nhà không? Nói chung là cơm nhà là ngon nhất. Bây giờ là ba mẹ cũng mất hết rồi, thành ra là nhiều khi là cũng làm biếng ở nhà nấu lắm. Thì nấu có một mình ăn à. Thành ra là cũng phần lớn là ăn ở ngoài. Còn bây giờ không biết là có ai góp gạo nấu chung hay không. Góp không nổi đâu. Nhưng mà nhưng mà như vậy ha, nhìn Duy là không biết, Duy cũng không có thích ăn cơm, Duy chỉ thích ăn thức ăn thôi. Vậy bây giờ nếu như mà ví dụ mà mình tiến tới nhau cưới được, Hưng ăn phần cơm nhiều, chỉ ăn cơm thôi được không? Không gì bảo ăn cơm vậy nhiều mà biểu ăn cơm cho nhiều luôn hả? Dạ. Rồi mà ăn không chắc bán nhà đâu. Nói chuyện tình yêu. Khi mà hồi nãy nghe Duy có nói rồi rất là nôn là kéo cái màn lên. Nhưng mà khi kéo cái màn lên thì thật sự là cảm thấy Duy rất là dễ thương, rất là hợp với sở trường của Hưng. Duy thì thấy Hưng là vui, hòa đồng nè, nói tiếp được câu chuyện. Thường á, với người lạ ít nói lắm thì không có nói gì đâu. Nhưng mà sau này nếu mà như quen á thì có thể là Duy sẽ nói nhiều lắm. Như vậy có chấp nhận được không? Cái chuyện mà nói nhiều thì hai bên là bên nói bên nghe thì quá dễ dàng. Như vậy là cũng đã hiểu nhau hơn rồi. Một chút bén duyên. Chúng ta sẽ
tiến hành bấm nút hay là không bấm nút. Nghe nhịp đập trái tim của mình đã có cái rạo rực gì chưa, có thổn thức gì hay chưa? Một, ông mập mà ông cũng nhanh quá ha. Hai, ba. Trời, làm gọn quá ha. Làm luôn hả? Làm luôn rồi. Bây giờ tôi có một kế hoạch dành cho hai bạn, có một cái lộ trình tập luyện cho nó gọn gọn là chút xíu ha. Đây những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn. Vô đó nói cũng phải lựa ghế nào chắc hẳn ngồi nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc là thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nào, hãy nắm tay đưa bạn ấy đi xem phim. Công việc là mình đã có được gì rồi? Nhà, đất, tiền. Xong, bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai xem kế hoạch của họ để tiến tới hôn nhân là gì. Hả Mang? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Đây, bạn nam với bạn nữ đã có mặt trên sân khấu rồi. Rồi, bây giờ mời bạn nữ giới thiệu, bạn nói to lên. Bạn tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Úc Thêm, năm nay 34 tuổi. Vậy là nhà đông anh em lắm phải không? Dạ, bốn anh chị em. Là Úc rồi, mình này là vì ráng đó hả? Rồi Úc Thêm là quê ở đâu? Dạ, em gốc là ở ngoài Bắc, ở Thanh Hóa, nhưng mà đã chuyển vô Bình Dương từ năm 2008. Bây giờ mình đang công tác ở đâu? Bây giờ em đang sống ở Bình Dương, làm việc ở Củ Chi. Rồi bây giờ bạn bên trai bên kia giới thiệu cho mình đi. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn. Em chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên kia. Em tên là Trần Đình Tuân ạ. Tuân. Em đang công tác tại công ty OCI Việt Nam ạ. Em làm bên khâu sản xuất. Sản xuất cụ thể là gì bạn? Thuốc bảo vệ thực vật. Thuốc bảo vệ thực vật. Dạ. Nhưng mà sao mình để tóc nó hơi dài vậy? Bạn nhiêu tuổi? Dạ, em 36 tuổi chị ơi. 36 tuổi. Nhưng mà để tóc dài vậy nó ngứa ngáy giống gái quá. Sao không cắt đi? Cắt thì dễ thôi, không có gì khó cả. Nhưng mà đây là cái tấm lòng của em. Khi mà em tham gia chương trình ấy, thì tóc em giống anh Quỳnh Linh này. Ủa, tấm lòng là sao? Tự để tóc dài tấm lòng cho chương trình là sao? Tức là cái thời gian em đợi chờ rất là lâu. Đến lúc mà tóc em dài rồi á. Tóc em dài rồi mà em mới được kêu. Trời ơi. Đấy. Tức là khi đăng ký chương trình tóc như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Tóc em 3 phần thôi. Vậy là hiểu lâu lắm rồi đó. Em đợi gần cả năm mấy. Ôi rồi, cảm ơn bạn. Đăng ký năm mấy rồi hả? Dạ. Trời, phải biết để dài chút xíu nó đẹp hơn. Hay. Bởi bạn biết không, chương trình đông lắm. Hiện nay là có thể nói là các bạn trẻ đăng ký tham gia là không thể đếm hết được. Dạ, nhưng mà em là người may mắn trong những số. Đúng rồi, bởi tôi phải đi tìm những cái sự gọi là hợp với nhau đó. Dạ. Những cái yêu thích của bạn, những sở thích bạn đưa ra. Hồi nãy Úc Thêm nói bao nhiêu tuổi? Tường 34. Ủa, nếu 34 thì mình cũng hơi lớn rồi ha. Mình đã gấp rút chuyện gia đình kết hôn chưa? Đi coi bói, người ta nói năm nay là năm tốt cho nên gia đình hối, cho nên là cũng... Coi bói mới lấy chồng hả? Thầy bói có nói là lấy chồng như thế nào không? Là tốt không? Thì nói là người lớn tuổi hơn thì tốt. Anh kia có đi coi bói không? À không, em không có mê tín gì đâu anh chị ơi. Thì chủ yếu là cái tâm của con người đến với nhau thôi, chứ còn tuổi tác thì không có quan trọng. Mình chia tay cái mối tình sau cùng này bao lâu rồi? Dạ chưa có mối tình nào hết. 34 tuổi chưa có mối tình nào? Dạ. Tại sao? Nói chung em thấy cuộc sống độc thân cũng vui. Vui xong ở độc thân luôn đi. Nhưng mà nói gia đình hối nhiều quá. Cho nên có hiện giờ là giờ gia đình hối thôi chứ mình cũng chưa thật sự muốn. Dạ không, cũng muốn rồi, tại vì cũng lớn tuổi rồi cho nên giờ muốn cũng có người để mình tâm sự, chia sẻ vui buồn á. Mà hồi xưa giờ chưa có một mối tình nào hết á. Dạ. Là được nắm tay bạn trai chưa? Chưa. Trời ơi. Hùng chưa? Trời, chưa nắm tay lấy tay gì hùng. Biết đâu không nắm tay nhưng mà hùng. Bạn trai nghe vậy có ý kiến gì không bạn? Cảm giác bạn thấy như thế nào? Dạ, hơi phê phê chị ơi. Hơi phê hả? Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình chị ơi. Em chỉ quen được hơn một năm thôi thì mối tình nó không thành công cho nên em không quen nữa.
Nhưng mà bạn đề nghị chia tay hay bạn gái đề nghị chia tay? Thì nói chung là chủ yếu là phụ nữ thôi, phụ nữ khó hiểu lắm, cho nên là người ta nói như vậy. Chia tay bao lâu rồi bạn? Em chia tay được 10 năm mà em chỉ quên 1 năm thôi. Thế 10 năm nay là lo chuẩn bị công việc không, cho nên là chưa có mối tình nào đúng không? Dạ đúng rồi em. Thế bây giờ công việc là mình đã có được gì rồi? Nhà, đất, tiền. Mạnh miệng dữ. Nhà, đất, tiền, đợi chút bóc dáng ngoại hình gì tính sau đi. Các Tường rất là quan tâm đến nhà. Quá ha. Nhà, đất, tiền. Đấy. Nhà ở đâu? Dạ, Bình Dương. Bình Dương. Đất ở đâu? Đất cũng ở Bình Dương luôn. Tiền để đâu? Tiền trong người. Trong người. Kiểm tra, kiểm tra. Dở. Móc luôn. Móc ra coi. Úi giời ơi. Gì 500 ngàn không vậy? Trời ơi. Không có, không có 2 tờ 500 mới có 1 ngàn. Phải tích góp từ từ. Tiền vô tư. Đó, nhiều lắm. Không có nghĩa là bây giờ nếu quen nhau là bữa nay mà bấm nút hẹn hò nhau xong là về đi cắt tóc liền phải không? Thì 30 là xong, có gì đâu mà lo. Được, được, được. Thích người bạn gái như thế nào? Nói chung là mơ ước của đàn ông thì chỉ thích phụ nữ đẹp thôi. Ai cũng thế thôi, kể cả anh của em cũng vậy thôi đúng không? Móc vô làm chi, móc vô làm chi. Bây giờ em phải lôi vào, không có chị chém thì chém cả hai anh em của em. Không chém thì em thì khổ em. Lý do tại sao ế? Em do tập trung công việc, với lại tại vì cái cuộc tình đầu tiên của em bị thất bại nên em rất là sợ. 10 năm rồi còn sợ gì nữa? Em không muốn quen rồi bỏ, quen rồi em không thích. Em thích quen thì em lấy, em tìm hiểu em lấy thôi. Còn nếu có hư chỗ nào thì em sửa chỗ đó, em xài tiếp. Em không có bỏ. Tại vì con người chứ không phải là máy móc. Làm như vậy nó mất hay đi. Có nghĩa là được từ đầu mà không được là thôi. Thì vua mình thôi. Mình làm một cái móc áo thì bây giờ chỉ kiếm áo treo lên thôi. Mình có đầy đủ tất cả. Mình kiếm tình cảm này không mua được. Phải đi nhờ đến chương trình. Mình cũng phải đưa ra một cái tiêu chí như thế nào. Tiêu chí thì đẹp như Cát Tường là được rồi. Sao nổi? Em đã nói rồi. Ai cũng thích đẹp. Em thấy chị Cát Tường xinh gái. Nổi nổi, bớt chút, bớt chút. Nó không nổi kìa. Không nổi, bớt chút đi, bớt chút đi. 5-7 lạng không quan trọng. Một lạng chẳng đáng là bao. Cho thêm một lạng mới giặt rào tình thương đúng không anh? Không sao cả. Điểm nào không thích ở người phụ nữ? Tài cầm ràng. Tính toán kỹ càng quá. Nếu lấy vợ về thì kinh tế, tiền bạc ở nhà ai giữ? Tùy người ta, 50-50 hoặc là đa số là người vợ giữ tiền. Chút nữa móc cái đó đưa hết bên đây nha. Úi trời ơi. Úi trời ơi. Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Thôi để mình qua mình xem. Có gì anh giúp em nha. Qua xem thấy cái kia thế nào nha. Chào anh. Rồi, xin chào em. Nãy giờ nghe anh nói vậy thấy tình hình sao? Dạ cũng thấy anh nói cũng từ tốn cho nên là từ tốn, dễ thương à. Hay cái nè, anh nói một câu nè, lấy về là ở luôn. Không có thể thay đổi được. Hư đâu sửa đó chứ không có thay. Hư đâu sửa đó chứ không có thay, cái này hay nè. Không bao giờ bỏ giữa chừng. À ha. Cái đó là cái quan điểm của anh. Hay cái là bên đây chưa ai sửa nè. 34 tuổi chưa một mối tình dắt dài. Được đấy. Thôi bây giờ mình hai cái người này để ta tự nhìn nhau, ta cảm nhận đi ha. Bây giờ mình có đi với người thân không? Dạ có, chị họ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào chị. Mình là chị của Út Thêm. Thì có một câu muốn hỏi về phía em. Dạ, chị hỏi. Chị muốn hỏi em là nếu mà một người phụ nữ, một người con gái mà có vẻ đẹp về tâm hồn với một người con gái có vẻ đẹp về hình thức, em sẽ chọn ở em chọn bạn nào? Người đầu tiên ạ. Có nghĩa là em sẽ chọn vẻ đẹp với tâm hồn. Dạ đúng ạ. Cái việc mà có đến với nhau hay không á là còn phải do cái sự mà các em tìm hiểu nhau nữa. Về phía bạn trai bên này á thì chị thấy là cái cách nói chuyện á thì cũng ok. Có một chút nghệ sĩ, có một chút vui vẻ. Con chút hơi bốc đồng. Cũng có vẻ hơi phóng khoáng một chút nhưng mà cái này có thể là kìm hãm được. Cảm ơn chị. Bạn trai, cảm ơn chị ạ. Mình có đi với ai không? Dạ, em đi với lại cháu ạ. Dạ, con là cháu của nhân vật nam. Thế con nhận thấy thì nhìn chị phía trên này có vẻ là khó tính. Tính tình thì cũng có vẻ là hiền. Hai người cũng rất hợp. Dạ, theo con nghĩ vậy. Rồi, cảm ơn bạn. Hồi nãy giờ, tại vì cái anh bên kia anh làm mình hấp dẫn quá, mình phải qua mình coi liền. Giờ mình trước khi kéo màn lên thì mình mới hỏi bạn, bạn muốn một người bạn trai như thế nào? Em muốn một người chín chắn, chững chạc, với lại biết lo cho gia đình tâm lý một chút. Cái điểm nào bạn không thích ở người đàn ông? Không thích gia trưởng quá, với lại
keo kiệt tới vậy. Anh không thích người phụ nữ chi ly quá, tính toán quá. Bạn có phải là người như vậy không? Không, em cũng là người bình thường. Nói chung là biết chi tiêu đúng mực. Rồi, thôi cho hai người gặp nhau đi. Rồi, bây giờ mình kéo màn lên ha. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào em ạ. Anh có một hoa tặng cho em. Em có suy nghĩ gì về khi mà em gặp anh? Dạ, thấy anh hơi lãng tử. Anh thấy em sao? Hiền lành, cũng xinh gái. Anh thì nói chung là người lao động thì không có chăm chút bề ngoài nhiều. Hôm nay mới chuẩn bị sắm đồ đạc này đi có công việc thì mới mặc đồ đẹp thôi, chứ còn thực ra anh mặc đồ lao động nhiều chứ mặc đồ mới rất là ít. Thì sống chủ yếu là lo cho gia đình bố mẹ và quan tâm tới anh em làm chung hoặc là này kia, mình phải giúp đỡ mọi người. Vậy em muốn hỏi anh là ví dụ như anh tìm được người phù hợp á, thì anh sẽ có dự tính kết hôn trong bao lâu ạ? Nếu mà anh kiếm được đối tượng phù hợp với anh ấy thì khoảng 1 năm. Mình cũng cầu mong là cái cuộc gặp gỡ hôm nay nó có kết quả tốt. Mình rất là mong chờ vào cái cuộc gặp ngày hôm nay. Bây giờ hát bài tỏ tình với cô ấy đi. Có thể là 1-2 câu thôi. Rồi, mời bạn. Em đứng dậy hát. Đứng nhìn bạn gái ấy. Đứng xích lại cũng được. Xích gần nữa à. Hơi nguy hiểm quá. Người ơi, người ở đừng về. Hơi khả tiếng. Người ơi, người ở đừng về. Cố gắng. Nở về không bạn gái? Đâu có nở về đúng không? Và bạn là gốc Thanh Hóa đúng không? Dạ, em tặng cô này 36 bông hoa tượng trưng cho quê của em. Còn bạn nữ? Thanh Hóa luôn. Thanh Hóa luôn hả? Vậy là hai người cùng quê rồi. Bây giờ cả hai đều ở Bình Dương đúng không? Dạ. Quá là phù hợp rồi. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ nha. Nãy giờ mình có thể nói chơi, cũng có thể vui. Nhưng mà giây phút này hết sức là thiêng liêng. 3 tiếng đếm, tuy nó ngắn ngủi nhưng mà nó sẽ nhớ mãi giây phút này. Tất cả khán giả truyền hình đều thấy, đều nhớ. Các bạn làm điều gì các bạn phải nhớ. Một lời hứa hết sức là quan trọng. 3 tiếng đếm, bắt đầu. 1 2 3 Rồi, đứng lên, nắm tay cô gái ấy. Tay ai tay em? Cảm nhận như thế nào? Hơi mềm mềm. Bạn gái cảm nhận như thế nào? Dày. Dày? Dạ, ấm. Hôn cái đi. Không được phép. Không được phép. Khi nào hôn báo tôi nha. Có gì đâu, yên tâm. Đây, những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có thời gian tìm hiểu nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Công việc về cũng gần như là đã đẻ luôn. Em chỉ yếu chủ yếu là yêu đơn phương, thấy anh này đẹp trai thì em thích thôi. Ego của em nói chuyện bình thường thôi. Anh ơi mập quá có sao không anh? Cỡ gì đó cắt tường là được rồi. Tôi mập hồi nãy, tôi mập hồi nào? Đọc nó không có mập như cưng nha. Quý vị ơi, và bây giờ thì chàng trai đã ngồi chờ đợi khá là lâu rồi. Em ơi. Dạ. Em biết em đang nói chuyện với ai không? Em nghe quen lắm. Quen lắm hả? Dạ. Hiện giờ trong người em đang cảm thấy như thế nào? Hồi hộp lắm chị ơi. Hồi hộp gì? Thì không biết. Không biết nữa hả? Không biết mà biết hồi hộp. Không biết bạn nữ. Đó, đang tò mò không biết bạn nữ của mình hôm nay như thế nào chứ gì. Dạ. Không phải một mình em hồi hộp mà tất cả mọi người đang theo dõi chương trình cũng rất là hồi hộp. Bây giờ chị sẽ ra mời bạn nữ của em vào nha. Dạ. Rồi, vô em gái. Đi. Mình bỏ mặt nạ ra đi hai bạn. Thoải mái rồi đó. Nha. Tường biết
bịt mặt rất là khó chịu đúng không? Dạ. Thoải mái rồi ha? Ồ, chào chị. Rồi, chào hai bạn. Bây giờ tự giới thiệu về mình đi. Rồi, em gái giới thiệu trước đi nè. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào bạn Nam và em chào khán giả. Em tên là Huỳnh Ngọc Hiếu, em 26 tuổi. Em là điều dưỡng chuyên ngành nữ hồ sinh ạ. Em đến từ Tiền Giang ạ. Rồi, em trai. Dạ, em tên là Trần Thông Trí. Em làm công việc về cũng gần như là đỡ đẻ luôn. Em bán tả. Em bán tả? Tả liên quan gì đỡ đẻ không? Thì nó cũng là chung chăm sóc cho em bé. Trời ơi, người ta đẻ ra rồi người ta mới xài tả. Ông gì điện chung tôi tưởng đâu ông cũng làm gì trong bệnh viện. Rồi, quê quán mình ở đâu? Dạ, em người Sài Gòn, mới 25 à. Rồi, quen bạn trai nhỏ hơn được không? Dạ được ạ, không sao. Vui ha? Dạ. Thích ha? Dạ, bán tay được ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em hiền, em ngoan. Ngoan? Dạ. Em biết nấu ăn, nhưng mà ngon hay dở thì tùy mọi người thôi. Ăn được là được rồi. Dạ. Em biết lắng nghe và chia sẻ. Còn điểm yếu của em là em hơi nóng tính. Mỗi lần em nóng tính thì em ít nói rồi. Em dường như là không nói luôn. Nhưng mà những lúc mà em nóng quá thì em có thể đập đồ. Hả? Dạ. Chà, chắc bể hết đồ quá. Có đập người không? Dạ không, mà em chỉ đập đồ thôi ạ. Đừng nha, đừng nên nha, đừng nên thử nha. Không nên nha. Có gì em điều trị cũng được. Em đập xong em điều trị được luôn hả? Ly mà em đập bể gọi là dục thôi chứ em đâu làm gì được đúng không? Cho nên không nên dùng bạo lực. Dạ. Càng quá. Sao em sợ không? Càng quá. Càng quá hả? Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em á thì là chuyên nghiệp kinh tế mà nên biết cách chi tiêu. Rồi thứ hai là em có biết chơi piano, em biết nghề nghệ thuật. Đó. Còn yếu điểm của em thì cũng gần giống như bạn nữ là nóng. Khi cho công việc của em mà nó có gì nó trật mà nó chậm trễ là em hay nóng. Có hồi nào đang chơi đàn nóng đập đàn, đập vỡ cái đàn luôn không? Dạ tiếc lắm chị ơi. Tiếc lắm, vậy là cũng còn khôn. Đập mà lựa cái đập chứ không phải cái gì cũng đập nha. Không sao cả. Rồi tình trường? Dạ tình trường của em thì em có gì để nói. Tại vì em không có một mối tình nào bắt vai được. Em chỉ yêu, chủ yếu là yêu đơn phương, thấy anh này đẹp trai, anh kia đẹp trai thôi. Thì em thích thôi chứ còn quen hiện tại, dạ quen hiện tại thì em không có. Tiêu chuẩn em cao quá hay là như thế nào? Dạ không, tại vì em đi học thì cũng là toàn là nữ, lớp là nữ không. Còn đi làm thì cũng là nữ, em bé thôi thì nên là mối quan hệ của em thì cũng không có gì. Rồi em nói em còn thích trai đẹp không là sao? Thì ra đường thì nhìn thấy trai nào đẹp thì mình nhìn đi. Có khi nào em tỏ tình với ai chưa? Dạ cũng được một lần, nhưng mà lần đó thất bại. Mới vậy nhắn tin có một cái thì anh kia nhắn tin thôi rồi thôi xong luôn. Mới nhắn tin thôi, em nhắn sao mà anh kia thôi. Em nói là em thích anh vậy đó, rồi nói chung là cũng lâu lắm rồi, em cũng không nhớ nữa. Cảnh thôi luôn, anh từ chối thẳng thừng luôn. Người đàn ông nằm thưởng phàng như trời ơi là trời. Còn em, mấy mối tình rồi? Chính hết thì hai mối tình rồi. Mối tình đầu thì cùng quê với bạn. Cùng quê với bạn này? Dạ. Rồi cái mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì ở trên Gia Lai. Cái mối tình nào là mối tình sâu đậm? À, mối tình đầu. Tình đầu là cùng quê bạn này hả? Cùng quê mà cùng ngành luôn. Học bên y dược, vật lý trị liệu. Hỏi đi, hỏi thăm đứa coi phải không? Bạn nữ ơi. Dạ. Bạn có gần Chợ Gạo không? Dạ không ạ. Em có chỉ ở Châu Thành thôi ạ. Thì bạn nữ ngày xưa của em ở gần anh Trường Đua. À, ngay Trường Đua, trên cổ đua mất tiêu rồi phải không? Ừ. Em tưởng đâu hai người này yêu nhành nhầm giống nhau rồi chứ. Lý do sao chia tay? Phần cũng có lỗi của em. Thì em lo mê đàn quá. Và lúc đó thì cái thời sinh viên á, hay đàn cho mấy bạn nữ hát á, thi này, văn nghệ này kia á. Tập riêng, cái ghen. Rồi nói chung ghen đủ điều hết. Ghen là đúng rồi. Rồi về cái ta chia tay luôn đó. Thật ra cũng chia tay rồi quay lại cũng mấy chập vậy đó. Cái cuối cùng là em thấy thôi. À, lỗi của em. Cũng một phần lỗi của em. Rồi phải tập trung vô lo cho bạn nữ chứ nha. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thì nói chung là cũng không cần đẹp quá, nói chung nhìn được, đừng có đòi hỏi em quá. Được, đòi hỏi gì? Đừng đòi hỏi vật chất em quá. Trong tình yêu em có quan trọng gì việc vật chất không? Thì không ạ, quan trọng là anh đó biết chia sẻ với em công việc nhà, rồi thông cảm cho em những lúc mà em đi trực này nọ thì phụ em là được. Về ngoại hình em muốn một người bạn gái như thế nào? Bình thường thôi. Cao thấp mập ốm? Khi gu của em nói chuyện bình thường thôi, đừng có... Anh ơi mập quá có sao không anh? Mập quá là mập chưa? Cỡ gì đó Cát Tường là được không? Tôi mập hả ná? Tôi mập hồi nào? Ai nói tôi mập? Quý vị có thấy Cát Tường mập không quý vị? Không hề. Không, ý là dáng cỡ chị Cát Tường là được rồi. Đọc chứ không có mập như cưng nha. Rồi, đọc. Rồi, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào?
Dạ cũng bình thường đó chị. Nữa cái từ bình thường thì nó mệt, tôi sợ nhất làm mai cho ai mà tôi hỏi để tiêu chuẩn để tôi kiếm người làm mai mà tôi nói bình thường. Nói chung là nếu mà nói ra thì em hơi đột khỏi cao á, giống như là mắt kiến hoa, giống như hồ ca vậy đó. Cái này là ca ca gì đây không biết nữa. Cái này là không phải hoắc kiến hoa mà quắc rồi đại ca. Thôi được rồi, đâu để tôi coi hình ảnh rồi nha. Rồi hình em đâu, đưa chị coi. Hả? Nè, tìm đi. Cô ấy đó, ôi ôi. Ôi ôi, ba chàng trai đẹp quá, muốn chọn chàng nào? Để coi thử coi cái gu của mọi người như thế nào. Có ảnh đó trọng đó, em chọn đi. Dạ em chọn rồi đó chị. Tao này. Sao tại sao em chọn anh đó? Dạ em thấy hai anh kia thì hơi lớn tuổi rồi. Cho tuổi hơn em thì em chọn anh đó. Chứ phải cô mê trai, cô thấy trai đẹp cái là cô chọn nữa hả? Dạ cũng vậy. Đúng vậy luôn á hả? Dạ. Hàng chi biết tại sao đó giờ ế rồi. Người ta chọn nó vừa phải thôi. Đây, chọn chưa? Đã chị chưa? Giữa rồi. Hả? Sao kêu bằng chị? Đậu Vương. Dạ em lớn lắm. Bạn bạn. Bạn ở giữa áo đỏ đó cưng. Bây giờ các bạn ơi, các bạn hãy nhìn xem cái dự đoán của mình có đúng hay không nha. Sau khi Cát Tường mở cửa trái tim này ra, quý vị khán giả ơi, các bạn hãy xem cặp đôi này có hợp với nhau hay không nha. 1 2 3. Ai trúng ai sai? Ai sai bị phạt? Em sai. Em chọn đúng rồi đó. Giờ phạt ảnh gì đây em? Phạt gì được chị? Hát bài đi cưng. Anh thuộc bài nào anh hát bài đó. Anh muốn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét, dù đêm mưa đông lạnh lùng, anh đến với em mang bao tình yêu năm ngàn, nụ cười trên môi gió hết âu lo. Ông hát như ông ru cho em bé ngủ rồi đó. Ông bán tả em bé, ông vừa mang tả ông vừa hát sợ em bé khóc, thương ghê vậy đó. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một bữa ăn trưa cùng nhau, rồi hai bạn cứ trò chuyện với nhau ha. Bây giờ mời hai bạn cùng thưởng thức buổi trưa với nhau nha. Nhớ nha, tâm sự nha. Hai bạn nhỏ hơn mình kêu bằng bạn ha. À. Bạn đang ở đâu? Mẹ mình đang ở Bình Thạnh. À, mình ở Tân Bình. Tân Bình là hả? Làm việc ở đó luôn hả? Ừ, đúng rồi, mình làm ở Bình Gò Vấp. Tân Bình quay về gấp cũng gần ha. Ừ, không nhưng mà tại mình làm thi trường á nên mình đi tùm lum á. Bạn có ngại bạn gái mình đi trực ca kiếp không? Bình thường thì lễ Tết cũng được nghỉ nữa. Sao bình thường cái công việc mà. Mình chỉ sợ là bạn trai mình làm việc quá sức thôi. Nhà bạn có mấy anh chị em? Có hai chị mà khác cha. Còn bạn? Em mình thì cũng hai. Mình có anh kìa. Hồi xưa bạn học trường nào? À, đại học Y Dược thành phố. À, Vũ Nam. Chắc là bạn học khóa 11 đúng không? Đúng rồi, 11. Gái cũ mình học khóa 10. Sao bạn chia tay vậy? Nói chung là cũng kể khác lúc đó mình không có quan tâm lắm. Mình để bạn gái mình hay ghen. Tại lúc đó mình giao tiếp với nhiều bạn nữ á, hay ghen. Rồi cũng là do lỗi mình. Quen bao nhiêu lâu thì kết hôn? Chắc khoảng 2 năm. Bây giờ công việc các bạn ổn định không? Thật ra thì kinh doanh thì không nói được chưa ổn định. Nhiều khi thị trường nó khó khăn thì phải chịu thôi. Bệnh viện mình thì chuyên về nữ á, mà thấy nữ bán tả không à? Chưa thấy nam bán tả. Nam bán nhiều lắm. À. Bán bằng người sinh nữa. Vậy là thích trẻ con đúng không? Không phải là hẳn là thích hay không thích, nhưng mà cái bình thường thôi. Còn bạn? Thích. Là thích mới làm ngành này. Thích đi phụ không? Cũng thích nhưng mà không có thời gian. Cuối tuần thì còn phải làm hả? Lo đi làm chút tiền không à? Mình thì hơi thích đi du lịch. Thời gian rảnh mẹ ở nhà làm gì? Chơi đàn không à? Vậy là mê đàn đúng không? Không có mê game hả? Không. Còn uống giống như nhậu, uống rượu gì thế nào? Không. Không thích. Thì cuối năm thì đi uống coca vậy á. Thì nào ép quá thì uống vài lon bia. Không biết uống, biết uống mà biết dừng lại là được. Thật ra cái đồ mình bao nhiêu cũng được. Nhưng mà không thích thôi. Thì cơ bản thì bia nó đắng lắm. Uống ngọt cho ngon. Mình cũng uống được. Chai hay chai à? Mình thấy là đó. Thích gì miền Tây chơi không? Đồ ăn ngon, rẻ. Sao rồi? Có hợp gì được nhiều chưa? Nãy giờ có móc nối chuyện làm ăn, tình yêu gì chưa? Cũng thế thôi. Ví dụ bên đây người ta đỡ đẻ xong cái ta chỉ qua đây rồi bán tả rồi vậy đó. Kiểu như mình phối hợp làm ăn vậy đó. Bệnh viện nó bán rồi. Chưa
gì từ chối rồi, thiệt tình luôn á. Sao nãy giờ cảm nhận có hiểu hiểu nhau được thêm phần nào không? Dạ được, dạ có chút xíu, bạn nói gần gũi dễ nói chuyện. Em có chịu làm dâu không? Dạ được, không sao. Hiện tại em đang sống với ai? Em sống với mẹ thôi mà. Rồi thôi bây giờ vậy chị Tường sẽ có những vài trò chơi dành cho tụi em ha. Dạ. Tường sẽ có những cái lá bài, mấy bạn sẽ bóc. Bây giờ đây là lá bài em bóc, em yêu cầu bạn trai của mình đọc lớn lên. Bạn trai sẽ thực hiện cái yêu cầu trong này do em đưa ra. Hãy yêu cầu bạn nam kể ra ba sở thích con nít nhất của bản thân. Nóng nè. Nóng, con nít đâu có nóng. Nít nóng gì? Nít nóng là nó sốt thôi. Nóng tính á. Nít là gì có nóng tính? À, thích đi chơi đàn nè. Bạn nít hay thích gõ 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 á. Chơi đàn. Rồi hồi nhỏ em hay khoái gõ lắm. Gõ gì nữa? À, thích đi biển. Đi bơi. Thích nhõng nhẽo. Thích nhõng nhẽo. Em có thích nít nhõng nhẽo không? Dạ không. Chết rồi, không thích nít nhõng nhẽo. Bên này thích nít nhõng nhẽo, bên này không thích nít nhõng nhẽo rồi sao? Rồi, tới em. Giả sử bạn trai mình rất đào hoa, thì bạn có ghen không? Khi bắt gặp anh ấy đi cùng với một cô gái rất tình tứ. Ghen đó. Thí dụ mà gặp đang đi chung với một cô gái khác thì em làm gì? Dạ lúc đó thì em chỉ nhìn thấy thôi, rồi có gì thì mình chụp hình lại, rồi mình về mình xử sao. Xử như thế nào? Chắc em không quánh lại người ta đâu, nhưng mà có thể nhưng mà chia tay luôn cũng được. Nói hay quá, bà chưa có bồ, bà nói giống như là bà có bồ, bà có kinh nghiệm lắm vậy đó. Có đâu cưng, nhiều khi lúc đó khóc bù lu bù lo chạy theo năn nỉ á. Có không? Chắc không. Sao này kể giống như chuyện của em ngày xưa quá. Ủa, ngày xưa sao, ngày xưa chuyện sao? Tình tứ thì không phải tình tứ, nhưng mà em ngồi tập riêng với bạn nữ á, tập đàn để lên trình diễn á, thì có mình em với bạn nữ tập thôi. Ừ đó. Rồi bạn gái em lên làm gì em? Thì bạn gái em thấy nhìn vô thấy là vậy thôi hả? Thì cũng đâu có làm gì người ta đâu. Cũng làm, em cũng hơi muối. Hơi muối hả? Rồi bây giờ chị muốn hai bạn có một cái chút xíu nữa để mình có cái lắng động lên, mình suy nghĩ về nhau. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào mắt nhau nhé. Hai bạn hãy nói cho đối phương biết là bản thân của mình hiện tại mình đang suy nghĩ điều gì. Em cảm nhận là có cái gì đó nó hiền hiền. Hiền hiền. Dạ. Khác với lại cái gì mà bạn nóng tính, bạn đập đồ. Lâu lâu em mới đập thôi. Dạ bạn hiền. Nhưng mà bạn có chút gì đó nhát nhát. Còn gì nữa, phải đúng trong lòng mình đang nghĩ cái gì. Em chưa có cảm nhận gì được. Mở ra là nhìn thấy liền chứ, bãi bạn trai mở mặt ra là tôi nhìn thấy liền. Đẹp trai. Không nói câu đó là dối lòng. Hồi nãy em nói em thích trai đẹp mà đúng không? Dạ đúng ạ. Vậy được không? Vậy là đẹp chưa? Dạ đẹp rồi chị. Quá đẹp rồi. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha, đặt tay vào nút bấm. Nếu như mà đồng ý thì chúng ta bấm thật mạnh. Nếu không đồng ý thì sau 3 tiếng đếm của các tường chúng ta lấy tay ra. Hiểu không? Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao em lại không bấm? Đúng gu của em mà, sao em lại không bấm? Em thì nói chung cảm nhận của em nó chưa có. Nếu mà có thời gian để tìm hiểu hơn thì em sẽ biết đâu được. Em không có cảm tình gì với anh ấy hả? Em không thích hả? Dạ không, thích thì em có thích đó, nhưng mà nó chưa có đụng vào trái tim em được. Em cần một chút xíu vậy mà. Còn em, tại sao em không bấm? Thì cũng gần giống bạn nữ là nói chung là nhìn cái nhìn đầu tiên thì em thích thì có thích á, nhưng mà nó vẫn chưa đủ để rung động. Với lại cũng bất ngờ là em chỉ sợ là khi quen bạn á, nó có quá nhiều cái trùng hợp với mối tình đầu của em. Đó là quyết định của hai bạn, chị Tường rất là tôn trọng ha. Rồi xin mời hai bạn. Như vậy là ngày hôm nay là các Tường đã không có làm tròn cái trách nhiệm làm mai mối của mình. Nhưng mà không sao, giống như Tường nói ngay từ đầu, ý nghĩa của chương trình chúng ta là rất là thiêng liêng, rất là cao cả. Khi bấm nút chúng ta có thể tiến tới hôn nhân ha, sinh con đẻ cái. Nếu như chúng ta chưa cảm thấy là đủ duyên, chưa có rung động thì chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau được, đúng không nè? Biết đâu sau này chúng ta vẫn có thể đến được với nhau. Hoặc là hiện tại bây giờ nè, quý vị khán giả ơi, mọi người đang theo dõi, biết đâu có bạn nào thích bạn trai này hay là thích bạn gái này, hãy mạnh dạn hãy liên lạc với chúng tôi quý vị nha. Và bây giờ thì các Tường xin nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất là quen thuộc, 10 giờ thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCT Media quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thì em có thích đi du lịch không? Dạ có chứ. Anh thì rất là thích đi, định là có người nào đó sẽ chở đi khắp cả Việt Nam và có nếu có điều kiện nữa sẽ đi nước ngoài. Mình chỉ xin em nói một cái ôm để mà chia sẻ cái. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Bữa nay như thường bữa, chị vẫn đại diện cho đàn trai, còn em vẫn đại diện đúng, cho hai đứa. Đúng, mà hôm nay gái. Phong cách của chị sẽ rất là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng từ từ tìm hiểu về tâm lý, về mong muốn của các người tham gia chương trình. Dạ. Không có làm căng quá, họ sợ, họ không dám bấm nút. Không, nói chung là mình sẽ làm hết sức thôi để đợi họ tìm thấy được nhau, những mảnh ghép nó đang rơi rớt ở không, đâu đó. Nhưng mà thật ra là chị vẫn muốn có tín hiệu là bấm nhau. Lần này cố gắng hết sức, bằng cái sự quyết tâm. Kính thưa quý vị, và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với hai chàng trai của chương trình. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Wow. Được. Rồi, mời hai em ngồi vào vị trí của mình nha. Và bây giờ bên nhà gái thì chào đón hai cô em gái của tôi. Dễ thương, thùy mị, nết na, duyên dáng. Mời ngồi. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu những cái thông tin cơ bản, những thông tin cá nhân nhé. Mời chàng trai ngồi ở ghế đỏ, em tên là gì? Dạ, kính thưa chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và hai bạn nữ kế bên. Và các khán giả xem truyền hình, thì em tin tự giới thiệu em là Trần Hoàng Khánh Phụng. Hiện đang sinh sống, làm việc tại xứ sở của rượu đế Gò Đen. Gò Đen đúng rồi. Thì em ở Gò Đen, hiện đang công tác tại xã. Là cụ thể là làm gì em? Dạ thì em đang làm chức danh là chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã. Thì hàng ngày thì công việc của em thì vẫn giải quyết các vấn đề về hành chính và kia giấy tờ và các mảng về liên quan về mảng quân sự, tuyển quân. Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Thì điểm mạnh của em là thường hay nấu ăn và biết giúp đỡ bà con xếp chòm trong này kia. À rồi. Điểm yếu của em là nói chung là do thể quá mập mà thể thao thì nói chung cũng ít chơi thể thao. Năm nay là 30 hả? Dạ năm nay thì em bước qua tuổi 31. Anh nhà dưới quê chắc cũng đôn lập gia đình. Dạ đúng rồi. Rồi hy vọng hôm nay sẽ tìm được một người yêu nha. Dạ. Em hãy tự giới thiệu mình đi nè, cô gái ngồi ghế màu đỏ. Dạ. Xin chào cô Cát Tường và chú Hướng Minh Đạt và xin chào hai anh bên kia và chị ngồi ghế xanh. Em tên là Trần Thị Tú Anh, năm nay em 20 tuổi. Hiện giờ em ở đâu? Dạ em đang ở thành phố Thủ Đức. Công việc của em bây giờ là gì? Dạ em đang đi học, đang là sinh viên ạ, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi điểm mạnh điểm yếu nè. Dạ điểm mạnh của em thì ít nhưng mà điểm yếu của em thì nhiều. Rồi thôi nói cái ít trước đi. Điểm mạnh của em là em có thể ru ngủ mọi người bằng việc em kể chuyện cho mọi người nghe. Còn điểm yếu của em thì em ăn nhiều mà em ngủ cũng nhiều. Điểm mạnh điểm yếu của bé này ấn tượng. Rồi nha, bây giờ tới chàng trai ở ghế xanh nha. Em dạ. Tên gì nè? Em xin chào chị mối Cát Tường. Chào anh bảy giờ Hứa Minh Đạt. Chào hai bạn nữ, chào bạn nam ngồi đây và chào tất cả quý vị theo dõi của màn ảnh nhỏ. Hay quá, tự tin quá. Hay quá em ơi. Em tên là Trương Hoàng Huy. Thì công việc hiện tại là một nhân viên bên một công ty bia của Nhật. Chung là cũng qua một thời xung xanh ăn nhậu quá trời rồi không ai nhìn ngó tới hết. Thì hôm nay em lại lặn lội ở chỗ này để kiếm tiền một cơ hội mới. Thì hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ em. Em kiếm bạn nhậu ở đây hay gì? Em kiếm người chăm sóc cho em. Năm nay nhiêu tuổi? Dạ em thì khoảng 29. Hiện tại thì em đang ở sinh sống ở Bình Dương. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ điểm mạnh em thì cũng không có gì nhiều, chỗ nào mạnh thì em mạnh, còn điểm yếu em thì chỗ nào yếu thì em yếu. Dạ mạnh thì em nghĩ là chắc em cũng hơi nặng ký, cũng mạnh đó. Rồi chỗ nào yếu? Nay đã có nước giặt xả tròn 2 trong 1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Yếu thì có cái chắc là không được đẹp trai lắm thì hơi yếu. Không thấy được, có duyên dáng mà. Không có đó là về ngoại hình. Thì em phải đi từ ngoài vào trong. Đúng rồi, bây giờ đi vào trong. Bây giờ ở trong có gì yếu? Trong yếu thì có thể là em hơi nóng tính, còn hơi cảm xúc một tí. Nói chung là cái đó thì một điểm cũng hơi yếu của em. Dạ, còn điểm mạnh em thì giờ em ngoài những lúc buồn thì em luôn vui và lanh lợi. Dạ. Hay đẹp. Có tài năng gì không? Tài năng thì em hay chơi thể thao. Chơi môn gì? Em hồi xưa là em chơi bóng đá, hồi chơi chụp gôn. Mà từ lúc em bị cận thị các em không chơi nữa, em chuyển qua đạp xe đạp.
tới em. Xin mời em giới thiệu về mình nè. Dạ, là đầu tiên thì em xin được gửi lời chào tới chị Cát Tường, chú Hứa Minh Đạt. Trời ơi, thấy chưa? Hai bạn nam ở bên kia và mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Trần Thị Giác Tấn. Tên hay quá. Dạ, cái này là tên ông nội của em đặt cho ý em. Ý nghĩa là gì? Có hai câu thơ để diễn giải cho cái tên của em. Đó là Giác Ngộ Trường Tồn Huệ Tâm Khai, Tánh Linh Phổ Chiếu Khắp Trần Ai. Tên nó mang dắt dáng của cái gì nó xưa xưa, cổ cổ, tu tu rồi đó. Có thể là chắc ông nội em đã dự đoán trước. Với một đứa trẻ sinh trong năm 98 như em. 98? Dạ, em sinh năm 98. Là con... Hôm nay em là tròn hai con. Dạ đúng rồi. Bây giờ em sinh sống ở đâu, nghề nghiệp như thế nào? Dạ, hiện tại thì em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc em là gì? Em sẽ làm về nội dung và hình ảnh cho công ty của em. Công ty của em là một agency. Giống như là nếu mà doanh nghiệp Việt Nam á, mà họ có nhu cầu đưa sản phẩm của mình ra trên thế giới, ví dụ như là sàn thương mại quốc tế Amazon, thì bên công ty em sẽ hỗ trợ để cái phần đi nội dung và hình ảnh cho cái công ty. Dạ đúng, là em sẽ là người chịu trách nhiệm. Điểm mạnh điểm yếu em đi nè. Dạ, điểm mạnh của em thì em là một người có khả năng trình diễn tốt. Em thích ca hát và em cũng thích làm MC. Thôi bây giờ mình hát đoạn nghe đúng đi. Đúng rồi. Hát một bài tặng cho mọi người trong trường quay hết luôn. Một bài tiếng Anh, Set Fire to the Rain. Rồi. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark and eyes over until you kissed my lips and you saved me. Một đoạn ngắn vậy thôi. Trời ơi, hát dài dài xíu coi. Thôi để mở cửa ra đi, hát nhiều nhưng mà hát nhạc Việt nha. Rồi, điểm yếu. Dạ em không có điểm yếu. Đừng dối lòng, đừng dối lòng. Dạ chắc là em hơi tảnh tảnh xíu, cũng có hơi nóng tính một xíu. Hơi nóng tính đúng không? Nóng vội. Rồi bây giờ nếu mà có người yêu thì em định là bao nhiêu lâu nữa thì mình mới kết hôn được? Dạ 30, còn 6 năm nữa 6 đúng năm không? Nữa. Dạ đúng. Để mà có thể là tìm hiểu yêu đương cho nó chín mùi luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để hứa coi. Tôi là 6 năm nữa thôi. 6 năm nữa. Bây giờ anh này là 31 rồi. Anh này cũng là 30 rồi. Mà tới 6 năm nữa là chờ nổi không? Chắc không à. Trời dán được chị mà em sợ lúc đó em yếu dần lại chị bây giờ ráng đi ăn thua, nếu mà mình cảm thấy được á thì mình phải tự thương lượng với nhau. Kế hoạch luôn có nhưng mà đâu dở kế hoạch hoài chứ gì. Dạ. Đúng không, cho dở sớm sớm chứ. Đúng rồi đó, nhờ tài năng của tụi em thôi. Bây giờ vô tình trường nè. Rồi sao bây giờ anh chàng cái ghế đỏ nè, có mấy mối tình rồi? Thì em có 3 mối tình. Có mối tình sau cùng á thì nó cũng quen lâu, là khoảng tầm 2 năm. Nói chung là ít tiếp xúc nhiều nên cũng mờ nhạt về tình cảm này kia đó. Sao không tiếp xúc nhiều? 2 năm bạn nó ở đâu mà ở gần nhà không, cùng quê không, không có tiếp xúc nhiều? Em thì ở đây, ở Long An luôn, còn bạn đó thì ở Cà Mau. Để là yêu xa? Yêu xa. Rồi mối tình đó là chia tay bao lâu rồi? Chia tay nay cũng được 1 năm. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Bạn gái em chỉ cần hợp tuổi, dễ thương. Và nói chung cũng biết quan tâm với người yêu là gia đình thôi. Chà, hợp tuổi là em tuổi gì nè? Vợ lắm rồi nè. Em tuổi gì nè? Tuổi gì cũng hợp. Thích là hợp à? Thích là hợp à. Em bao nhiêu cuộc tình rồi? Dạ một. Khi nào? Dạ mới đây thôi, chắc được vài tháng. Sao nó có gì đặc biệt ấn tượng không nè? Hai đứa cũng từ từ thích nhau chứ yêu nhau thì chắc chưa đâu, giống bạn hơn. Rồi sao không thích nhau nữa? Dạ tại vì không biết nữa. Tự nhiên có ngày bạn đó bảo là thôi làm bạn thì em cũng làm bạn. Em nghĩ là thì làm bạn sẽ tốt hơn, tại vì hai đứa cả tính cách về cái kiểu cái lối sống á cũng khác nhau nữa. Em là trầm ngâm rồi, em cũng ít đi chơi. Nói chung là tất cả đều là do bạn đó chủ động, em là người thụ động, em ít khi chủ động lắm. Bây giờ còn làm bạn với bạn đó nữa không? Dạ có chứ. Còn thích không? Dạ không. Rồi thì bây giờ em muốn tìm một cái tình yêu sắp tới là một tình yêu nó như thế nào? Em cần một người có nhiều hành động hơn là lời nói, tại vì em lúc nào cũng thụ động nên là cần một người hành động nhiều hơn, quan tâm em hơn, hài hước một chút. Ngoại hình thì sao nè? Dạ ngoại hình thì cũng không quan trọng lắm, nhìn được là được ạ. Hai anh của chị, anh nào nhìn cũng được hết trơn á. Nhưng mà bây giờ là năm nay em mới có nhiêu, mới 20 tuổi hả? Dạ đúng rồi. Rồi giờ mấy anh này là 30 hết trơn rồi, em có ngại không? Dạ không ngại. Rồi còn anh chàng áo xanh, ghế xanh, tình trường mình sao nè? Dạ tình trường thì em cũng trải qua một vài mối tình. Có hai mối tình mà em nhớ nhất là một cái mối tình hồi còn tuổi học trò đi học. Mấy năm?
À, chắc cũng khoảng 2-3 năm. Thì có nghĩa là lúc đó thì cũng như mình mới bắt đầu một cái gì đó, cho nên là nó có nhiều cảm xúc hơn cho mình. Mới tình đầu bao giờ cũng đẹp ha, dạ, đúng mà rồi. Sao chia tay? Một phần là do cái hai người thay đổi cái công việc, với lại đi học khác nhau. Một người thì ở dưới quê, một người ở trên đây. Rồi người xa mặt thì cách lòng, nghĩa là xa quá, như là tôi trẻ nữa. Còn mối tình thứ hai là một cô bé rất là thú vị. Em không đặt ra một cái hình tượng nha, nhưng mà vô tình các bạn đó lại là có đủ cái hình tượng hết của em, cho nên em rất là thích. Ví dụ cụ thể. Giống như bạn nó rất là biết quan tâm, bạn nó rất là tinh tế. Tinh tế từ cái tật xấu hay từ cái nhỏ nhặt của em là bạn đều nhớ hết nha. Em không cần nói nhưng mà bạn rất là nhớ. À, do là cái bạn biết cách để nói chuyện cho mình. Ví dụ khi nào mình buồn thì bạn sẽ nói chuyện cho mình vui. Còn khi nào mình ví dụ như mình vui quá thì bạn sẽ giảm cái cảm xúc mình lại. Vậy sao mà lại để chia tay nữa? Mối tình này bao lâu? Thì mối tình này nó khoảng gần 2 năm. Sao chia tay nữa? Em nghĩ là có lỗi do em, có là lúc đó có là giống như là em bị đánh mất đi mình đó. Sao vậy? Đánh mất đi mình là giống như là mình gặp một cái gì đó mà mình ao ước bấy lâu nay hay sao đó. Cái giống như là nó làm cho mình thay đổi cái con người của mình, giống như là mình hơi trẻ con lại một tí. Tại vì mình nghĩ là cái đó có thể là nó sẽ thuộc về mình. Nhưng mà không phải vậy. Hơi tự tin vào bản thân. Hơi tự tin một tí. Một phần nào đó mình chưa đúng vô được cái khuôn khổ của bạn đó. Nghe bạn đó muốn một người đàn ông nó hơi nó trưởng thành một tí, nó hơi từng trải. Bạn nó phải nói là chia tay với mình. Chia tay bao nhiêu lâu? Cách đây mấy năm rồi? Chắc cũng khoảng 3 năm. Có tiếc nuối gì không? Tiếc chứ, tiếc nhiều lắm anh. Tại vì nếu mà để mà em tìm lại một người nào đó giống bạn đó thì lại rất là khó. Bây giờ cô ấy có gia đình chưa? Cô ấy chắc sắp lấy chồng. Thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại chẳng giữ anh thôi. Mới vậy mới tới đây. Rồi bây giờ muốn tìm một người như thế nào? Thì em thì cũng dễ lắm. Nếu mà nói nhưng mà em đừng có áp đặt cái khuôn khổ cái kia của cô kia vô mấy người sau này. Thì đúng đó, không thể nào mà mình đi tìm một cái người giống cô kia thì không đúng, phải. Đúng. Nhưng mà ít nhất là một cái người này á, họ có cái sự gì đó họ đồng cảm cho mình tí, họ chịu lắng nghe, họ chịu chia sẻ là được. Em có tính em rất là thoải mái nha. Chịu nói là sẽ chịu giải quyết. Em không thích cái kiểu mà cứ im lặng mà tôi im đó, ông đón đi, ông nội tôi biết gì tôi đón đúng không? Mình nên cởi mở với nhau thì sẽ vui hơn. Vậy ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì nói chung là vừa nhìn là được, đừng quá cao mà cũng đừng quá gầy, cũng đừng quá to. Cô bé này vừa nhìn quá. Sao nào? Hãy tâm sự với mình về chuyện tình yêu của cô gái năm 1998. Dạ em thì cũng có 3 mối tình. Dạ thì tình đầu là hồi năm nhất. Thì nói chung là những cái đẹp nhất của tình đầu thì cũng diễn ra trong cuộc tình đó thôi. Được bao nhiêu lâu? Dạ khoảng một năm mấy. Vì sao chia tay? Dạ có thể là do tình đầu mà. Gần em thấy là đa số tình đầu thì mình yêu hết mình á. Mình không có giữ lại cho bản thân á. Sau mối tình đó thì em cũng cảm ơn bạn đó vì em học được cái cách yêu. Và yêu là yêu cái bản thân mình nhiều hơn. Tại vì mình yêu cái người kia nhiều quá, mình đâu mình quên mất bản thân mình đó. Dạ, đã có kinh nghiệm rồi thì mối tình thứ hai như thế nào? Dạ mối tình thứ hai khá là đẹp. Khoảng thời gian bao nhiêu lâu dạ, vậy? Dạ cũng nói chung ba mối tình của em thì cũng trên một năm hết. Mối tình thứ hai rất đẹp. Rồi vì sao chia tay? Đẹp quá trời. Mà tại sao không tiếp diễn cái mối tình đẹp như vậy? Dạ tại yêu quá nên chia tay. Tại yêu quá nên chia tay. Mắt gì yêu quá chia tay. Dạ kiểu giống như là em muốn hai đứa tách ra để tập trung hơn vào con đường công rảnh. Thì em biết là thì em biết cái chuyện đó là nó hơi như chị Tường chị nói nó khá là tào lao. Và ở cái thời điểm này em nhìn lại thì em cũng cảm thấy là nó rất là tào lao. Rồi bây giờ chín chắn hơn chưa? Dạ có rồi. Thì mối tình thứ ba nè. Em một mối tình cũng bình thường. Chắc có lẽ nhờ em có thể đồng cảm với anh ngồi ghế xanh bên đó. Là khi mà mình có cảm xúc với một người quá nhiều rồi á thì những người sau đó có một chút sự so sánh. Mặc dù là mình biết là mình phải yêu theo một cái cách khác á, nhưng mà nó đâu đó nó cũng có một cái sự so sánh. Rồi giờ muốn tìm một người yêu mới như thế nào? Giống người thứ hai? Không, em không có thích kiểu áp đặt giống vậy. Em muốn kiếm một người mà có thể vừa làm bạn, có nghĩa là cùng chia sẻ nói lên được những cái ý kiến của mình đó, kiểu giống vậy, cùng chia sẻ, cùng học tập, cùng lớn lên trong cả cuộc sống và cái công việc luôn. Mẫu người như thế nào, vóc dáng như thế nào? Thực ra thì em cũng có một xíu tiêu chuẩn về vóc dáng. Em thì em 1m48 thì nếu mà nhìn thì ai cũng chắc sẽ hơn cao hơn em rồi. Nhưng mà em lại rất thích mấy bạn mà cao, kiểu 1m7 trở lên. Cao, ở đây ai cũng cao hết trơn á. Em thì cũng được 1m71. Em thì khoảng 1m72. Rồi bây giờ tôi hỏi với cái người thân nè, em ngồi dưới là đi với ai?
Dạ em đi với anh ngồi ghế đỏ. Dạ em là em họ. Dạ em thấy chị nào hợp với ảnh nè. Dạ em thiệt thấy chị nha. Chị ghế đỏ. Tại ghế sao? Đỏ. Tại vì chị đó hiền. Dạ. Còn cái chị đây thì không, em không thấy hiền. Dạ, em thấy hơi cá tính chứ không phải là dữ. À. Vậy là cái gu của Phụng là thích hiền hả? Dạ em nghĩ là vậy. Cảm ơn em, để coi một lát anh của mình có giống ý nghĩ như em không nha. Còn chần chờ gì nữa Tường ơi. Mở cửa trái tim. Khi cánh cửa trái tim mình... này mở ra thì bây giờ cảm xúc của các bạn như thế nào? Phụng nói trước đi. Nói chung là cảm xúc của em thì thấy hơi hồi hộp tí. Trong lòng mình có xao xuyến chút nào chưa? Có rung động tí nào chưa? Có tức rung động chứ. Có tia tia về hướng nào chưa? Hay là nó đang còn lơ tơ mơ? Thì đỏ với đỏ hợp với nhau. Đỏ với đỏ hợp với nhau. À vậy hả? Đỏ với đỏ hợp với nhau. Vậy mình có muốn tặng hoa chưa? À, mình sẽ tặng quà cho em ghế đỏ. Rồi, rồi em. Thôi thì ghế đỏ nó bước đi thì ghế xanh cũng đi theo. Đi theo? Tôi khoái anh ghế xanh rồi đó em. Nha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Em nhiều sức khỏe. Dạ dạ, em cũng chúc anh nhiều sức khỏe. Còn em thì sao? Mình nhìn thấy cảm xúc đầu tiên, thấy hai em gái thì thấy như thế nào? Dạ thì đầu tiên hai bạn ai cũng xinh đẹp hết. Nhưng mà qua cái cách mà chia sẻ thì có thể là bạn ghế xanh thì có thể là sẽ chia sẻ được nhiều với em hơn. À. Nhưng mà em cũng thích bạn áo đỏ chỗ là bạn cũng thích nghệ thuật thì mình cũng kiểu như là cũng có một chút điểm chung là cũng mê nghệ thuật. À. Bây giờ mình tò mò cái vụ món quà này quá hả? Rồi mở luôn. Dạ, trước tiên là em rất cảm ơn anh vì món quà này và một chiếc đồng hồ. Em có nhắn nhủ gì qua món quà này? Thì cái đồng hồ nó có rất nhiều ý nghĩa. Nhất á, có thể giúp bạn kiểm soát được cái thời gian của bạn, có thể là thời gian cho công việc, thời gian cho gia đình và thời gian của bản thân mình. Đó. Cái thời gian dành cho em nếu có. Cái đúng có thể. Dạ, cái đó thì biết sao. Dạ. Ngoài ra thì có thể là cái đồng hồ đó nó sẽ giúp cho bạn được thức dậy đúng giờ đúng giấc. Sao mày thích, em nói thí dụ thôi nha. Nếu như quen kế bên thì em sẽ thức dậy, còn nếu không có em thì có thể là cái đồng hồ đó lại. Vừa hay là em cũng vừa hư một cái báo thức ở nhà. Đây là món quà rất là ý nghĩa cô với em. Cảm ơn. Vừa hay nếu như em đã thích món quà của ảnh thôi thì em hãy hát tặng ảnh một bài hát đi. Hồi nãy mình có nói hát tiếng Việt đó. Có một bài hát mà em rất là thích là bài Ba Kẻ Con Nghe. Em xin bắt đầu. Khi xưa ba bé hơn đàn, chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống. Dây buông dây bấm ngân vang, có hát ca vang. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao điều. Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ướt áo ngập tràn. Ba yêu con biết bao nhiêu. Xin lỗi mọi người, em hơi chế là hát một xíu do em run quá. Dạ. Cảm nhận như thế nào về giọng hát cổ? Giọng hát hay. Dạ vậy em mời anh ghé quán ngày mai em hát được không? Ghé quán gì vậy? Em diễn tất nhiên. Rồi có một lời nhắn nhủ. Nếu như mà đã có lý do, đã có lời mời thì mình phải đi. Đây nè, cô rồi. Gái đang học diễn viên điện ảnh nghệ rồi. Thuật có học hình thể là học múa nè, học hát nè, học diễn xuất nè, quá trời luôn. Thì ngày hôm nay em tới chương trình em phải có một cái tiết mục gì chứ? Dạ em sẽ hát tặng mọi người một bài em thích ạ. Rồi bài gì nè? Dạ em quên tên bài hát rồi, nhưng mà bài đó là do cặp đôi rất là nổi trên mạng, cả hai bạn cùng hát rất là dễ thương. Em xin hát ạ. Từng ngày từng tháng trôi qua tháng năm, em vẫn mong chờ tình yêu. Bước qua bao cảm xúc, ôi nỗi đau em mang thật nhiều. Giật lệ buồn trên đôi mắt, hiền cõi lòng như cây sơ xác. Yeah. Thấy em buồn rầu, nhưng chẳng ai từng em. Và la 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 la, em hát thật nhiều bài ca. Đôi chân bé xinh trẻ con, đi khắp nơi em không về nhà. Vẫn thấy em xinh thường mà, rằng lòng đừng yêu ai. Chỉ muốn đắm say ai thôi, khoa đôi môi không cho một ai. Anh Phụng ơi, cho em nói chuyện với anh Phụng được không? Được. Anh Phụng ơi, thì anh cũng thấy bên đó mấy chị dành cái tình cảm cho mình qua đi quá là nhiều rồi. Thì giống như này, anh ấy có chia sẻ là em chỉ nói được chứ em không hát được. Thì bây giờ em muốn đặt cái niềm tin vào anh được không? Gai gai gai, ép người ta luôn. Rồi bán cái niềm tin giờ vết rồi.
mình không biết hát, mình chỉ biết nấu ăn. Cảm nhận giọng hát của em gái như thế nào? Giọng hát của em bên ghế đỏ rất là trong trẻo và dễ thương, thì ngọt ngào. Đúng ý của mình là mình thích giọng nữ là biết hát rất là. Dạ, cảm ơn anh. Nè, giờ hát xong rồi nè, giờ hỏi thiệt cưng ghế đỏ nè, giờ nhìn hai anh rồi đó, già hơn mình đó. Đó, yêu bây giờ yêu em cái quan điểm, cái suy nghĩ của em như thế nào khi mà tình yêu nó hơi chênh lệch tuổi tác một xíu? Dạ, nếu mà chênh lệch tuổi tác nhiều thì đương nhiên là người lớn tuổi sẽ nhường em nhiều hơn. Đó. Người ta sẽ biết cách quan tâm chăm sóc em nhiều hơn. Thì thời gian người ta sẽ cân đối được hơn là những bạn nhỏ tuổi hơn em hoặc bằng tuổi em. Nếu mình thương ai đó, tất cả mình sẽ chiều người đó. À, vì ví dụ người đó thích gì mình sẽ tìm cách hay gì đó mình sẽ bằng được cho người đó. Còn em thì sao cưng? Em qua suy nghĩ như thế nào về cái tình yêu chênh lệch tuổi tác? Dạ, như bé chia sẻ thì đúng là khi mà mình yêu cách tuổi vậy thì mình sẽ được nuông chiều hơn, được chăm sóc nhiều hơn. Tại vì chuyện tình cảm thì chỉ cần giao tiếp, mình giao tiếp với nhau, mình trao đổi với nhau ổn thỏa là ok hết. Chứ tuổi tác không cần vấn đề. Dạ, không vấn đề. Rồi. Hồi nãy bé áo xanh đó có nói là cái chuyện mà kiểu là làm bạn hay là liên hệ với người yêu cũ hỏi thăm đồ này kia là chuyện bình thường, thì không biết là em suy nghĩ như thế nào về suy nghĩ quan điểm đó, làm bạn với người yêu cũ được không? Thì đầu tiên là em có cái sự là khen bạn, có nghĩa là bạn có một cái chính kiến rất là tốt. Nhưng mà cái hai ngược lại thì cái vấn đề này nó phải tùy theo người. Có những người nào mà họ đủ cái sự tinh tế lắm họ mới làm được chuyện này, còn nếu như mà cái người mà hơi bình thường hoặc là không điều khiển được cảm xúc của em, nghĩ chuyện này rất khó. Ta nói là lửa rần rơm mày cũng bén. Cái thứ hai nữa là khi mà mình đã có người yêu mới rồi, mình hay qua lại với người yêu cũ thì giống như mình chưa tôn trọng người mới của mình. Cho nên là có thể là em giữ mức độ nó ở xa chứ không giữ mức độ là bạn. Kiểu như lâu có nghĩa là mức độ mình gọi là mình nhật hay cái gì đó, cái gì sinh nhật hay là cái gì mình gọi là mức độ xã giao thôi, xã giao không phải nào hăng quá được. Tại vì mình phải giữ cái người của mình, chứ mình không thể nào mình quá quan tâm cái chuyện cũ. Đúng, mình phải tôn trọng cái người sống vội vã, thời gian dành cho người yêu mới chưa có rồi đâu. Về còn phải quét nhà, về giặt đồ, quét chén nấu cơm, thời gian đâu mà mình cũng mua với chị đúng không? Đúng rồi. Cái này em đồng ý với anh nha. Thật ra là thời điểm mà ví dụ mà em nói là em làm bạn với anh đó là ví dụ như là em đang trong giai đoạn không có ai hết. Ví dụ lâu lâu mình quay qua mình hỏi là khỏe không, ổn không, hết. Chứ em không có kiểu rủ đi chơi hay là gì hết, không có chuyện đó. Và đúng như anh nói luôn, ví dụ như là mình có người yêu mới thì tất nhiên mình phải tôn trọng người yêu mới của mình rồi, và không có giao du hay là có liên hệ gì với người cũ của mình. Còn em gái 20 tuổi thì em có suy nghĩ như thế nào? Nhiều khi tuổi trẻ là có suy nghĩ khác à? Dạ, đúng là khác thiệt ạ. Rồi em nói nghe coi. Theo cái quan điểm của em thì em sẽ không nhắn tin với người yêu cũ đâu. Nếu bạn đó có hỏi em thì em cũng sẽ trả lời một cách giống như kiểu là nó ngắn gọn nhất để nó không kéo dài, để mình không phải thay đổi cảm xúc của mình nữa. Tại vì em là một người thay đổi cảm xúc khá nhiều. Sợ là nói chung nói nhiều quá mất công rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà mình biết cái ưu điểm mình vậy là giỏi. Mình biết là mình dễ có cảm xúc cho nên là mình ngăn chặn luôn ngay từ đầu. Em dễ rung động với những lời nói và cái hành động của người ta. Nhưng mà vậy cái đó đang nói người yêu cũ. Nếu mà em nói vậy rủi rồi người yêu mới. Bây giờ em đang quen người yêu của em rồi, rủi anh đang đi công tác, em đang buồn buồn rồi, ở nhà có thằng nào nó rù rì ngon ngọt rồi, em có cảm xúc em đi theo luôn rồi em cắm sừng bằng. Dạ người không yêu em hả? Dạ không hề, bản tính em không dễ dãi như vậy. Ý là em nói là em thích những cái lời ngọt ngào rồi em dễ bị xúc động, rung động. Dạ nó không phải là thuộc lời ngọt ngào mà nó là thật sự từ tâm người khác. Bây giờ anh em có bồ rồi nhưng mà có cái anh nào đó anh cũng để ý em, anh cứ mưa dầm thấm lâu biết em có người yêu rồi anh vẫn lì vẫn chai mặt, ngày nào cũng gửi bó hoa tới nhà rồi gửi quà tới nhà, ga lăng lịch thiệp, thì từ từ em cũng có thiện cảm vậy rồi sao? Dạ em nghĩ em sẽ không phải là người như vậy đâu. Anh có hỏi em một câu được không? Rồi, dạ được. Giống như em nói đó thì cái người đàn ông thường ví dụ như thường quan tâm em nhiều hay là chia sẻ em nhiều đúng không? Dạ. Nhưng mà cái em cái nghĩa là cái người đó tấn công em thường xuyên trong cái lúc mà em đang có người yêu, thì cái cách em sẽ giải quyết cái tình huống này như thế nào? Có nghĩa là họ hay tặng quà cho thường xuyên, gặp em thường xuyên. Dạ em sẽ dứt và em không nhắn tin nha. Dứt với người yêu mình hả? Dạ không, dứt với bạn đó. Tại vì em năm nay cũng 20 tuổi mà em mới có một tình đầu thôi, mặc dù là nó hơi ngắn ngủi nhưng mà em không phải là người dễ dãi. Sao? Mình suy nghĩ như thế nào về cái quan điểm là liên hệ với người yêu cũ? Mình đã chia tay rồi, mình cũng hạn chế tiếp xúc với người yêu cũ. Lâu lâu giả sử như có dịp hay Tết này thì chúc một hai câu để cho
qua cái lợi cho vui hả? Chứ mình cũng không có tha thiết kiểu với người yêu cũ nữa. Chị thì cùng quan điểm với em cái chỗ là nếu như chúng ta không đủ bản lĩnh và không kiểm soát được cái cảm xúc của mình á, thì mình không nên liên lạc với người yêu cũ. Cho nên á, là sẵn tiện đây Cát Tường nói luôn, bạn trai của Cát Tường thì tuyệt đối không bao giờ được liên lạc với người yêu cũ, nhưng mà Cát Tường thì được, tại vì Cát Tường là người rất là làm chủ cảm xúc. Dạ, đúng rồi. Tại vì chị không bao giờ là bò để nhai lại. Dạ, cái gì qua rồi vứt, cái gì qua rồi vứt. Liên hệ chẳng qua là chơi vui, hoặc là công việc, hoặc là trong cuộc sống. Còn con bò nó ăn vô xong nó không có nuốt, nó nằm đây nè, cái lâu lâu buồn buồn cái nó nhai lại. Còn tôi là người, tôi không bao giờ ăn cái đồ cũ, đúng không? Dạ, đúng. À, cho nên chính xác. Nhưng mà mấy bạn đàn ông là rất là dễ cái vụ đó, cho nên là bồ tôi là không được mà tôi là được. Đồng ý không? Đồng ý chị. Đồng ý. Rồi bây giờ mời hai anh này trước bước qua đây. Bây giờ mình tạo cơ hội cho các bạn được nắm tay nhau, muốn nói gì nữa thì nói. Một anh sẽ được nắm tay luôn cả hai cô để cùng kiểm tra lại cảm xúc của mình, rồi mình về chỗ là mình sẽ quyết định bấm nút nha. 30 giây, xin mời. Thì nói chung là thấy em á thì anh rất là thích, tại vì tính đất em á rất là hiền và rất là đẹp. Thì còn em cảm nhận về anh sao? Dạ thì anh là một người chững chạc. Chung nếu mà có quen nhau á, dù xa gần anh không quan trọng gì đó, bạn gái mình muốn đi đâu mình sẽ chở đi đó. Thì em có thích đi du lịch không? Dạ có chứ. Anh thì rất là thích đi, định là có người nào đó sẽ chở đi khắp cả Việt Nam, và có nếu có điều kiện nữa sẽ đi nước ngoài. Dạ cảm ơn anh. Thôi được rồi, chào em. Anh làm gì người ta nắm tay, đang nói chuyện đây để thở dài. Nắm tay nhau đi. À, lỡ anh không thích thì sao? À do nói chung là mình đã có ấn tượng với người áo đỏ rồi. Dạ. Mình cũng không có anh cứ thích thì nhích thôi, không sao hết. Dạ, thích thì nhích. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Mình sẽ tất nhiên là mình sẽ tiến đấu với người đó. Dạ đúng rồi, người đó chứ không có tèm tèm với người khác. Dạ đúng rồi, chính xác. Nè, tôi tin tưởng đó em. Qua bây giờ nắm tay bạn nào trước nè. À thôi thì mình cũng hiểu vấn đề là anh Phụng đã thích bé này rồi, thì mình cũng không phải nói gì nhiều hơn. Mình chỉ xin em nói một cái ôm để mình chia sẻ cái. Cảm ơn em. Nghĩ là anh Phụng sẽ có thể là sẽ mang lại cho em được một cái sự nó ấm áp và hạnh phúc hơn. Dạ cảm ơn anh nhiều. Thôi nên anh nói bên kia, bên đây chứ. Ok, đúng rồi. Anh đừng rất là sẵn sàng. Dạ rồi. Không, cái ôm khác ôm kia nha. Nói chung là anh rất cảm ơn em đã có mặt ở đây. Thì nói chung là qua cái cuộc nói chuyện thì anh thấy là ở anh có những điểm thiếu mà em có, cũng như ở em có những điểm thiếu mà anh đang có. Thì có thể là một phần nào đó mình có thể dung hòa được cho nhau. Thì có thể là đi xa hay đi bao lâu thì mình không biết. Nhưng mà trước mắt mình có thể là cho nhau những cái bước đầu tiên để mình cùng bước nhau trên những cái bậc thang đầu tiên. Dạ. Em cũng hy vọng rồi. Ngắn gọn, xúc tích, đầy ý nghĩa, không cần phải nói nhiều. Duyên tới thì các bạn cứ nắm lấy, còn cảm thấy chưa phải duyên của mình thì nói chung mình sẽ chờ đợi lần sau. Mời các bạn đặt tay vào bên hông cái ghế của mình, nó có hai cái nút, nhìn cho kỹ. Thích người ngồi ở ghế màu nào thì bấm cái nút màu đó. Sau hiệu lệnh của anh Đạt thì chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình. Mời Đạt. Và đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất của mình. Các bạn hãy nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nói của con tim. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hương Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Nếu mình thương ai đó, tất cả mình sẽ chiều người đó. À vì ví dụ người đó thích gì mình sẽ tìm cách hay gì đó mình sẽ bằng được cho người đó. Theo cái quan điểm của em thì em sẽ không nhắn tin với người yêu cũ đâu. Nếu bạn đó có hỏi em thì em cũng sẽ trả lời một cách giống như kiểu là nó ngắn gọn nhất để nó không kéo dài, để mình không phải thay đổi cảm xúc của mình nữa. Em muốn kiếm một người mà có thể vừa làm bạn, có nghĩa là cùng chia sẻ, nói lên được những cái ý kiến của mình đó, kiểu giống vậy. Cùng chia sẻ, cùng học tập, cùng lớn lên trong cả cuộc sống và cái công việc luôn. Nói chung là anh rất cảm ơn em đã có mặt ở đây. Thì nói chung là qua cái cuộc nói chuyện thì anh thấy là
ở anh có những điểm thiếu mà em có, cũng như ở em có những điểm thiếu mà anh đang có. Dạ. Thì có thể là một phần nào đó mình có thể dung hòa được cho nhau. Dạ vâng. Thì có thể là đi xa hay đi bao lâu thì mình không biết. Dạ. Nhưng mà trước mắt mình có thể là cho nhau những cái bước đầu tiên để mình cùng bước nhau trên những cái bậc thang đầu tiên. Dạ. Em cũng hy vọng rồi. Bấm. Hết thời gian. Hai bạn nữ không ai bấm. Đầu sao tiên vậy cưng, trời ơi, anh trai ấm áp vậy mà sao em không bấm vậy? Nói chị nghe coi. Cái tính em cũng trẻ con nít, nên là nếu một người trưởng thành quá thì cũng không phù hợp với em lắm. Có hơi ngại, hơi lớn tuổi quá phải không? Dạ đúng rồi. Tao em thích sự năng động. Thì em ngoài cái dạ gái cái gì em cũng có mà, em có năng động mà. Còn bé bên đây, lý do là sao vậy? Mời ta ở lại đi coi ca nhạc rồi rủ lê đi một buổi. Em vẫn sẽ giữ lời mời đó với anh. Sợ không đủ động lực người ta ở lại. Nói nghe lý do về sao mà chưa đủ cảm xúc để bấm nè. Thì cảm giác chưa có, nói lớn chứ có gì đâu nói nhỏ. Thì mình có quyền mà. Là cảm xúc em thôi chưa là, có đủ đúng không? Thôi thôi thôi, bây giờ buồn quá, tôi thương hai em tôi quá à. Buồn không? Có đâu buồn, buồn. Chứ nói chung là mình không có duyên này thì mình cũng còn. Đúng rồi, sao? Thật ra là nếu nói về không buồn thì cũng có buồn chứ không? Mình cũng cố gắng, mình thiện chí, mình đã cởi mở hết lòng rồi. Thì đương nhiên là mình không thể ép ai được. Đúng. Đúng. Nhưng mà cái chuyện tình cảm thì nó nằm ở cái mức là cô duyên có nợ. Nhiều khi cô duyên mà không có nợ. Thiệt sự anh lắm. Cũng đang nghĩ đúng là rồi. Phút 89 coi như là ổn hết rồi đó. Dạ. Nhưng mà không ngờ phút 90 nó lại là như vậy. Như vậy ta nói cuộc đời có dạ. những cái tới cuối cùng mà đúng chưa rồi. Biết đúng hay là sai nữa đúng không? Phút 90 chưa biết kết quả. Nhưng bây giờ phút 90 không biết cộng thêm giờ không, làm cái cuộc hẹn về một cái gì đó. Có cộng thêm giờ hả? À có gật gù. Tại vì như em chia sẻ ngay từ lúc đầu, em muốn bắt đầu bằng tình bạn. Thôi cái chuyện đó tính sao? Trên chương trình này là tình giờ, yêu. Cái khung giờ không đó đúng, đây có nghĩa là không có tình yêu. Chấm hết. Tôi không có thích cái người mà lèn èn. Yes là yes mà no là no. No rõ ràng không chị? Đúng. Dạ rồi. Ngày hôm nay Tường cũng xin thay mặt chương trình cảm ơn cả bốn em luôn đã tin tưởng và tham gia với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Tuy nhiên là hôm nay chúng ta có tí duyên mà chưa có tí nợ. Thì chúc cho các em là được nhiều sức khỏe, thành công trong cái sự nghiệp của mình và đặc biệt là sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương. Và các Tường xin thay mặt chương trình tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi, gửi tặng hai em nha. Hay tặng cho em. Cặp đôi không thành công thì các bạn cũng đừng lo nhé, bởi vì chương trình cũng dành tặng cho các bạn một phần quà là một gói premium của ứng dụng sắp ra mắt mang tên Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, nghiêm túc, thân thiện, giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng đó nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng chương trình. Các bạn hãy đón chờ ứng dụng an toàn, văn minh, thân thiện này để tìm kiếm một nửa yêu thương của mình nha. Các bạn hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó là vào lúc 21:15 trên kênh HTV9 và 21:30 trên kênh YouTube MTV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.